cái hiện tượng ngày hôm qua ấy, là có một cô lớn tuổi rồi, gọi là bà lớn tuổi, bà ấy đến với nhà chị quần quận, bà ấy chửi vì cái vụ là tấn công thầy Minh Tuệ. Thì đám u mê gọi là dân của quần quận đấy, gọi là đám quần quận con, gọi là dân của quần quận con, chứ còn toàn dân Việt Nam là không phải là dân của quần quận. Các anh chị em như Dung đính chính lại, thì là đám mà dân của quần quận con là lồng lộn lên, là bảo rằng đấy, fan của thầy Minh Tuệ ghê gớm chưa, đến tận nhà tấn công. Hỏi lại nhỉ, hỏi lại tí nhá, hỏi lại một tí. Cho nên là tất cả những anh chị em chỉ cần chia sẻ live stream, chỉ cần chia sẻ video này thôi, để Dung nói, cái thứ nhất là người này già rồi, người ta gần đất xa trời, vì người ta thương thầy Minh Tuệ, yêu thầy Minh Tuệ, và người ta thấy bất bình, bất công, chỉ vì là người ta thấy là cái người mà nhiều tiền là tấn công bất chấp một con người, và người ta cảm thấy rằng là người ta cũng không còn gì để mất nữa rồi, người ta lên tiếng. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là không thấy nhục à. Thế cái lúc mà mẹ mình lên cơn á, lúc mà quần quận chúa lên cơn á, dẫy đành đạch, chả động chạm gì mà cũng đi dẫy đành đạch người ta, thậm chí là có cả một đám dân tàn quân ấy, là đi tấn công con người. Không chỉ là như vậy, tất cả YouTube này, trên tất cả các nền tảng, và ngoài ra, các anh chị em thấy không, ngoài ra là còn đi tận nhà người ta để tấn công. Cái lúc đấy mà không học làm người à. Thứ nhất là Dung dạy cho hai cái bài học làm người trong cái câu chuyện của mẹ quần quận và mẹ quần quận đã sụp đổ. Cái thứ nhất đó chính là đụng vào sự tự do của con người. Người ta cho, nếu như người ta mình không thích người ta thì cũng đừng bắt người ta là phải thích mình, đúng không anh chị em? Có nghĩa là người ta thích thầy Minh Tuệ, đó là việc của người ta, chứ đừng có bảo giờ vì là mình có kim cương thì tại sao không thích mình mà thích nói lời cơm điện. Người ta thích nói cơm cơm điện đây, đấy là việc của người ta, đúng không anh chị em? Và người ta, cho dù mình không phải là fan của người ta, cho dù là mình không thích người ta, nhưng người ta là một công dân tự do. Mình lấy đâu ra quyền lợi, lấy đâu ra quyền lực mà mình đi mình tấn công một công dân tự do? Đấy, đó là quyền tự do dân chủ của con người. Mà khi một con mẹ xuất hiện đã vì cái sự gì ạ? Vì chửi bới la hét và bị đi tù vì tội 331 ấy, là đã đi tù hơn 2 năm, đã nhốt hơn 2 năm rồi, mà có tội rồi, có tội xâm hại đến quyền tự do của công dân rồi. Đấy, thế đến khi được ra tù, được sổng chuồng một cái là bất chấp mọi thủ đoạn luôn, lại cũng đi tấn công quyền tự do. Và sau khi đi tấn công quyền tự do của con người rồi thì lại đi đụng chạm đến quyền tôn giáo của con người. Thế là cái đức tín của con người là cái mà gọi là từ xưa đến nay bất kể một người nào động vào thì cũng toàn tập. Thì con mẹ mình là đã sao là coi thiên hạ là mình là mẹ rồi, là thậm chí coi thường cả ông trời, coi thường cả Đức Phật, thì con mẹ mình làm gì còn chỗ dung thân nữa. Mà người ta đến, người ta làm nhục, người ta đến, người ta chửi có vài câu thôi, ăn thua gì, ăn thua gì? Pháp luật còn bắt, pháp luật còn không bao giờ để ở ngoài vòng xã hội cơ, đúng anh chị em? Anh chị em thấy đúng không ạ? Cho nên là con mẹ nó coi thường pháp luật, nghĩ mình có tiền. Thậm chí là khi mà liên minh với cả Ma Tăng ấy, là cứ nghĩ rằng là mình thoát được vì có bảo kê, vì Ma Tăng đã quật thầy Minh Tuệ rất là nhiều, và càng quật thì Ma Tăng càng lòi ra. Và thậm chí còn không phải có bằng cấp 3 cơ, mà cũng có bằng tiến sĩ rồi, và đã sập nguồn rồi. Thế thì ông cậy cái mồm của quần quận, tưởng rằng là sau khi quần quận đi tù và mị được dân rồi thì dùng cái mồm quần quận để đập thầy Minh Tuệ. Thì ai ngờ là sao? Là quần quận là chỉ biết quần quận thôi chứ không có học thức. Thì một câu thôi là đụng chạm đến đức tín của con người. Không chỉ, Dung nói với anh chị em là đừng bảo là đụng vào thầy Minh Tuệ là tầm thường, nó chỉ là bình thường. Bởi vì tại sao? Thầy Minh Tuệ, đụng vào thầy Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ có biết đâu, mà thầy cũng có quan tâm đâu. Nhưng quan tâm là đụng đến toàn bộ những người mà người ta có đức tín về Đức Phật. Và Đức Phật thì của muôn loài, chứ không phải là của độc Hội Phật giáo Việt Nam, mà của tất cả mọi người. Hội Phật giáo Việt Nam khi đăng ký Hội Phật giáo thì những người người ta theo, Phật tử theo, và thật là những người mà được nhận chùa. Còn những người người ta chả cần nhận cái gì, người ta chỉ đi bộ cắt thực thôi, mà lại vu khống như người ta là xuống đường để cướp chính quyền. Xong rồi đằng sau là Việt Tân, cứ đi quy chụp như thế. Có nghĩa là mẹ tự đối đầu với toàn dân Việt Nam trừ bọn bại nào. Dùng đính chính lại, không để quần quần con nó rồ lên, dân của nổ nó rồ lên, đúng anh chị em? Và cũng chia sẻ với tất cả những anh chị em rằng là, mà trong cái điều đó không chỉ là đụng đến toàn dân,
Nên là kể cả những người mà đã từng ủng hộ bà ta rất là nhiều thì người ta quay xe, bởi vì như thế này người ta mới nhận được ra, ô lộ trần một con mà quỷ dữ mà bao nhiêu ngày tháng người ta yêu thương, bao nhiêu ngày tháng người ta ủng hộ, nhưng mà sau tất cả cũng chỉ là một con quỷ dữ à. Vì cả cái trái tim người ta hình thức nhận được chứ. Còn những người mà bất chấp mọi thủ đoạn như con Ngân Ca Ve thì hôm qua nó chửi cả thầy Minh Tuệ đấy. Con Ngân Ca Ve bây giờ là ủng hộ mẹ Chúa đến cùng đấy. Đấy, mà sau đó thì nó chửi luôn cả người nhà thầy Minh Tuệ rồi đấy. Đấy, thì cũng chia sẻ với tất cả những anh chị em là cái đức tín của con người là bài nó đụng, không chỉ đụng vào thầy Minh Tuệ đâu, và đụng với đức tín của toàn bộ con người. Cho nên người ta bắt buộc người ta phải bật lại. Chứ người ta đâu có, người ta ngưỡng mộ bà là vì bà giúp được cho người nghèo, nhưng không có nghĩa là bắt người ta phải quỳ lạy bà, bắt người ta phải thay đổi tín ngưỡng, bắt người ta gì phải quân phục khẩu phục bà, không có cái cửa đấy. Đấy các anh chị em, và đặc biệt nữa đảng và chính phủ nhà nước không bao giờ để tha được cho một con người như vậy. Mà trong đó thì có luật pháp, khi đụng vào là tín ngưỡng, đụng vào tôn giáo, gây kích động tôn giáo, thế cho nên là bị khóa mõm rồi. Cho nên quần quận con thì cứ nhìn đi, cô mình tưởng là cô mình nghỉ là nghỉ thông đó. Cô mình mà bình thường mà cô mình mà không có cơ quan chức năng người ta sờ vào á, thì cô mình á là có chịu được không? Có chịu được không? Và ngay cả đứa con kia kìa, nhiều người cũng nghi ngờ. Nhưng nếu như trường hợp nó mà không phải là con của bà ý, nó lên tiếng như thế là sao? Là bà có nhảy cô lên, bà gọi là bà lồn xồn lên, bà gọi là bà văng lên, bà văng đủ thứ lên, bà nhảy vào mặt chúng nó luôn. Đấy, cho nên đến bây giờ sau khi mà cô bị khóa mõm rồi và sắp tới đây cũng nhập cuộc. Đấy, và Dung nói với anh chị em là nhập cuộc á, là nhập cũng như là con đường vào trại giam lần thứ hai á, thì nó là tầm thường, nó đều đương nhiên xảy ra. Nhưng điều quan trọng nhất là đến bây giờ cơ quan chức năng và cũng như là người dân, người ta đang chú mũm vào để điều tra lại tất cả những hoạt động kinh doanh, và nó lòi ra hết à. Lúc đấy là cô còn toang toàn tập ấy, mất sạch khi lại thật vào tù. Nó tưởng rằng mình vào tù lúc đầu là mình cay à, mình phạm tội thì mình phải vào tù, thế chả có quân tử gì, quay ra lại đi xuyên tạc là đi tù vì nước vì dân, mình kinh cho anh chị em đúng không ạ? Cho nên là sao, đụng vào quyền tôn giáo và ngậm miệng lại. Và đến đám u mê hiện nay là lên mạng xã hội bảo rằng là ui dồi ôi cô tao là phải như này như kia, bây giờ hiện nay là người dân là phải thương. Thế nhưng mà cái lúc mà cô mình á nhảy, gọi là cô mình lên cơn ấy, cô mình nhảy người ta xong, lúc đấy không dạy cô làm người nhỉ các anh chị em, lúc đấy không dạy cô là làm người là phải có lòng tự trọng, là người là phải biết nhục khi đi tù, là người á là biết đúng biết sai, là người là cấm được người mình có quyền công dân, người ta có quyền công dân, cớ làm sao mà đụng vào quyền công dân của người ta? Tại sao như vậy nhỉ? Tại sao không biết dạy mẹ mình cái ngôn từ đấy mà đến bây giờ sau khi bị khóa mõm rồi lại lên mạng bảo ù bây giờ cũng là tình người mà. Cái lúc mà bà mà lên cơn được, bà mà pháp luật không vào cuộc, mà người dân không lên tiếng, thì bà gọi ăn tươi rút sống người ta được thì bà cũng ăn tươi à? Đúng không anh chị em? Cho nên bây giờ đã là cửa dưới rồi, xử phạt hay không, đó chính là quyền của pháp luật cũng như là quyền của người dân và quyền của nạn nhân. Và những con nữa là những nạn nhân mà lúc mà cả một đám tàn quân tấn công thì sao đây, đúng không anh chị em? Và ngoài ra nữa, ngoài ra còn xem được cái phước, cái gieo nhân của quần quận Chúa là bao nhiêu những ngày tháng trong quá khứ hại biết bao nhiêu con người, thì đến bây giờ phải trả giá nó bao nhiêu phần so với cái đó, đúng không anh chị em? Bao nhiêu cái mà đi từ thiện ấy là lên mạng là nổ, và lên mạng là bắt người khác là phải tung hô, thì nó phải là cái phước là mất hết rồi, và đến bây giờ là phải trả giá thôi, đúng không anh chị em? Dung chuyên làm trong lĩnh vực luật tranh chấp kinh tế, các anh chị em nào luật tranh chấp bất động sản, anh chị em nào cần thì inbox nha. Đây là một trong những cái cách nghĩ mà rất là sai lầm của nhiều người khi nghĩ là phe cánh. Cái phe cánh ấy, cái mà phá hủy đất nước đó chính là chị nổ, chị xuất hiện và chị là người tự tạo phe cánh. Còn cái mà hiện với suy nghĩ của Dung, còn người khác tôi không quan tâm anh chị em, bởi vì mình không thể là quản trị được suy nghĩ của người khác, mình chỉ có thể quản trị được suy nghĩ của mình. Với tôi á, là người Việt Nam, là cốt cách của dân tộc Việt Nam, của người Việt Nam, đó là sự đoàn kết dân tộc. Còn
khi mà đã có cái dấu hiệu, và đặc biệt nữa là một cái con người mà người ta làm sai thì cả nước nói. Còn ai phe cánh nào không quan tâm ai, ngưỡng mộ ai, đó là quyền của họ, mình không thể là bắt được họ. Nhưng Việt Nam mình chỉ có một phe duy nhất, đó là phe Đảng Cộng sản Việt Nam, thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, và quyền tự do tôn giáo là của mỗi người. Và cho nên là chúng ta cùng là gì, người Việt Nam, chúng ta cùng một dòng máu. Nhưng mà những cái người mà cố tình đi tấn công con người là cần phải loại bỏ khỏi xã hội, đúng không nào? Chỉ còn lại là toàn bộ chúng ta công dân của nước Cộng hòa Việt Nam này tự do. Và khi chúng ta có quyền tự do thì người khác cũng có quyền tự do. Có nghĩa là quyền công dân của chúng ta có thì quyền công dân của người khác cũng có. Cho nên cái tối thiểu là đừng đụng vào quyền tự do của con người, đúng không anh chị em? Cái thứ hai đó là quyền tôn giáo của mỗi người cũng đừng đụng vào. Bởi vì người ta có quyền thần tượng người này và có quyền thần tượng người kia. Người ta không vi phạm pháp luật và không vi phạm đạo đức là được, chứ chả có phe cánh nào cả. Và đối với tôi tin rằng toàn dân Việt Nam, không chỉ đảng và chính phủ và nhà nước nhé, toàn dân Việt Nam, không chỉ là độc có mỗi người lãnh đạo, bởi vì đất nước là của dân, là bất kể một thế lực nào cũng không bao giờ làm cho con người Việt Nam cũng như là đảng và chính phủ Việt Nam gục ngã cả. Cho nên người Việt Nam có đấu đá để gì, loại bỏ cái xấu thôi ở trong nội bộ thôi, còn lại bất kể một kẻ thù nào đến xâm lược cũng đều gục ngã trước người Việt Nam nha.